Vime Silic, sản phẩm chứa mầm táo khuê, tạo màu trà cho ao tôm. Đặc biệt, tạo màu trà cho những ao khó gây màu hoặc ao thay nước liên tục. Hiệu quả cao trong việc cải tạo màu nước trong khoảng thời gian ngắn. Giữ màu nước kéo dài từ 10 đến 15 ngày, ổn định trong môi trường axit, kiềm, nước có độ mặn cao. Ngoài ra, Vime Silic cung cấp các khoáng chất cần thiết cho tôm, giúp tôm mau lột vỏ, làm vỏ nhanh chóng cứng lại sau khi lột. Tôm tăng trưởng nhanh, rút ngắn thời gian nuôi. Hòa sản phẩm với nước sạch, 1 kg cho 30 đến 50 lít nước rồi tạt đều khắp ao. Gây màu trước khi thả tôm, 1 kg cho 5.000 mét khối nước, xài liên tục 2 ngày. Qua hôm sau, nước lên màu trà thì thả tôm vào nuôi. Trong quá trình nuôi, 1 kg cho 5.000 đến 6.000 mét khối nước, định kỳ 2 tuần sử dụng một lần để duy trì màu trà nước ao. Sản phẩm an toàn cho người sử dụng và môi trường nuôi.